Hiệp với lời cầu nguyện thánh hiến của các nữ tu và nhắc nhở họ thực hiện lễ dâng hiến trọn vẹn cho chính mình để trong giáo hội cuộc sống của họ trở nên một lời ca tụng liên tục dâng lên Thiên Chúa trong việc sống đức ái qua việc thánh hiến chính mình trong một dòng mến thánh giá Gò Vấp. Đức Thánh Cha cũng khẩn cầu Chúa Thánh Thần của sự thánh thiện xuống trên các nữ tu này để họ được hướng dẫn trong các nẻo đường đời và nhận biết niềm hoan lạc mà Thiên Chúa hứa ban cho những ai đã bỏ tất cả để đáp lại tiếng mời gọi của Đức Kitô. Ngài rất vui lòng hiệp thông với các nữ tu dâng lời cảm tạ Thiên Chúa nhân dịp họ khấn lần đầu, khấn trọn đời cũng như mừng kỷ niệm Ngân Khánh, Kim Khánh và Ngọc Khánh khấn dòng.
trong khi dâng lên Đức Mẹ La Vang, mẹ của Chúa Cứu Thế, các lời cầu chúc Ngài tỏ bày với các nữ tu trong năm mà tại Việt Nam đang cử hành năm thánh. Đức Thánh Cha vui lòng gửi phép lành tông tòa và rộng ban phép lành tòa thánh này qua Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết, chủ sự thánh lễ khấn trọn đời hôm nay, tới hội dòng mến thánh giá Gò Vấp, tới gia đình các chị em và tất cả những người đang hiện diện trong thánh lễ của ngày hồng phúc này. Ký tên Đức ông Peter D. Wells, Phó Tổng Thư ký. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, thánh lễ hôm nay rộn ràng một niềm vui. Niềm vui ấy chúng tôi gặp thấy trên khuôn mặt của quý linh mục đồng tế khi mà chúng tôi có cơ hội bắt tay chào thăm các đấng. Niềm vui ấy chúng tôi cũng gặp thấy trên khuôn mặt của các nữ tu, các tu sĩ nam nữ hôm nay hiệp dâng thánh lễ, và qua câu chuyện trao đổi không thiếu nụ cười chung vui. Niềm vui ấy chúng tôi cũng bắt gặp trên những thân nhân, nhất là những gia đình của tất cả các chị em ngày hôm nay đến với lời vĩnh khấn hoặc là mừng kỷ niệm khấn dòng. Tất cả rộn ràng niềm vui, nhưng có lẽ vui nhất là trên khuôn mặt của chị Tổng Anna, cũng như trên các khấn sinh và các khánh sinh hôm nay. Vâng, tất cả đều nói lên một niềm vui duy nhất. Niềm vui ấy chính là niềm vui tạ ơn Chúa đã thương chọn gọi tất cả các chị em của chúng ta, cũng như tạo điều kiện để các chị em đáp lại tiếng Chúa mời gọi một cách quảng đại. Đồng thời, niềm vui ấy cũng chính là niềm vui xin ơn, xin cho những lời khấn hứa hôm nay là những bước khởi đầu được thật vững chãi để trong bước đường tương lai các chị em khấn sinh hôm nay đến với lời vĩnh khấn cũng sẽ gặt hái được hạnh phúc trong đời hiến dâng. Và tất cả như thế hòa quyện lại trong niềm vui của những người chúng tôi tạm gọi là các khánh sinh, trong đó có người mừng ngân khánh, người mừng kim khánh, người mừng ngọc khánh, để làm thành của lễ tiến dân hôm nay. Chúng tôi cũng như toàn thể các linh mục đồng tế hiệp chung niềm vui ấy, và cũng kính mời cộng đoàn chúng ta hiệp thông trong cùng một niềm vui để làm thành lời kinh dâng lên Chúa, nhất là trong ngày khấn giữa lòng tháng 6, tháng thánh tâm Chúa hôm nay. Giờ đây mời cộng đoàn cùng nhìn lại đời sống của mình, xin Chúa ban ơn tha thứ và giúp cho niềm vui của thánh lễ hôm nay được trọn vẹn. Vinh danh Thiên Chúa trên căn tầng trời. Chúa, vì vinh quang cao cả Chúa, lạy Chúa.
là môn do hồng ân bi tích thánh thầy khơi dậy trong tâm hồn các tu sĩ sắp tuyên khấn đây, chi nguyện theo chân Đức Kitô và gắn bó với người. Xin ban ơn cho họ sống theo tin mừng cách quyết liệt hơn, hầu làm cho giáo hội ngày càng thánh thiện và hăng say làm việc tông đồ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trong bài đọc sau đây, tiên tri Isaiah đã diễn tả niềm vui mừng và hoan hỷ của dòng dõi được Thiên Chúa chúc phúc khi họ lãnh nhận những ân huệ Ngài bằng ban. Bài trích sách tiên tri Isaiah: dòng dõi chúng sẽ được nổi danh giữa các dân tộc, mưu duệ chúng sẽ được biết đến từ giữa chư dân. Tất cả những ai thấy họ đều nhận biết họ là dòng dõi được Chúa chúc phúc. Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa và lòng tôi hoan hỷ trong Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi và choàng áo công chính cho tôi. Như tân lang đầu đội triều thiên, như tân hương trang sức bằng ngọc bảo, như đất đâm chồi, như vườn nảy lộc, Chúa cũng làm phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt nhân dân. Đó là lời Chúa. Khẳng định một cách rõ nét sự lựa chọn của Ngài.
Ngài chấp nhận tất cả thua thiệt, coi mọi sự là vô nghĩa trước ân phúc tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô và khát mong được chiếm hữu người. Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, hơn nữa tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lời tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu Chúa của tôi. Vì Người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với Người. Được như vậy không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-xê mang lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa trên lòng tin. Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết Người quyền năng thế nào đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. Nói thế không phải là tôi đã đoạt giải hay đã nên hoàn thiện đâu, nhưng tôi đang cố gắng chạy tới mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Kitô Giêsu chiếm đoạt. Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu. Đó là lời Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy
nên Thầy ở lại trong tình yêu của người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lời truyền của Thầy. Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cất đặt để các con đi và mang lại hoa trái và để hoa trái các con tồn tại. Để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, không biết khi chọn danh xưng mến thánh giá để đặt tên cho một hội dòng mới, Đức cha Lambert de Lamotte có hữu ý vận dụng những kinh nghiệm thừa sai nơi chính bản thân của Ngài, một kinh nghiệm của người giã từ quê hương đất tổ để dấn thân loan báo tin mừng nơi vùng đất lạ, hoặc là Ngài có hữu ý phả vào trong danh xưng đó một dự phóng tương lai rất lạc quan, xem như thành quả của công cuộc truyền giáo là gây dựng nên những cộng đoàn thấm đẫm yêu thương. Không biết các con cái của Đức cha Lambert đã đọc trong sử sách thế nào? Còn chúng tôi, khi xướng lên danh xưng mến thánh giá của hội dòng, chỉ kịp nhận ra rằng đây là một danh xưng vừa táo bạo vừa hào hùng. Hôm nay trong dịp lễ khấn của những người hiến dâng đời mình cho thập giá Đức Kitô, cũng như một số người khác ôn lại bước đường dân hiến của mình bằng những niềm vui đặc biệt của Ngọc Khánh, Kim Khánh hay Ngân Khánh, xin được chia sẻ với các chị em cách riêng cũng như với cộng đoàn thánh lễ hôm nay về những nét táo bạo hào hùng gặp thấy trong danh xưng mến thánh giá, tên gọi của hội dòng này, nhất là dựa vào bài phúc âm hôm nay nữa. Trước hết, sự táo bạo hào hùng được nhận thấy dưới danh xưng mến thánh giá là trình bày người nữ tu trong giao diện của một tình yêu. Thường thì trong lịch sử thành lập các hội dòng, người ta chỉ dám tự xuất hiện, tự giới thiệu với những giao diện rất truyền thống, hoặc là người tôi tớ, người nữ tỳ, chẳng hạn như dòng tôi tớ thánh tâm, chẳng hạn như dòng nô tỳ Thiên Chúa, nữ tỳ Chúa Giêsu linh mục, hay là tiểu muội Chúa Giêsu, toàn là những danh xưng truyền thống. Thế mà ở đây các nữ tu lại tự xuất hiện với một danh xưng rất đặc biệt, họ là những người yêu của thập giá, là những người mến thánh giá, hay rõ hơn là những người tình của thập giá Đức Kitô. Quả là một danh xưng táo bạo, nhưng gói ghém trong đó những nét hào hùng. Quả thực, phúc âm hôm nay Chúa Giêsu có nói đến việc Ngài không gọi các môn đệ là tôi tớ,
nhưng nhìn các ông là những người ban, là ban hữu của Ngài. Và rồi trong lịch sử của giáo hội, dựa vào những cảm thức của các thánh giáo phụ cũng luôn luôn coi giáo hội như là hiền thê của Đức Kitô. Và rồi chẳng phải nói đâu xa, lát nữa đây trong nghi thức khấn với lời nguyện thánh hiến, các chị em đến với lời vinh khấn hôm nay cũng được nhìn như là ban trăm năm của Đức Kitô. Rõ ràng là những danh xưng rất đẹp nhưng cũng rất táo bạo. Tuy nhiên đằng sau danh xưng này, người ta gặp thấy đây là cả một sự từ bỏ mà các chị em của chúng ta hôm nay chính thức dẫn bước vào. Khi nói rằng mình yêu Chúa, tức là cùng lúc mình từ bỏ những tình yêu phụ thuộc khác. Có thể đó chính là tình yêu về mặt nhân loại chính đáng, nhưng các chị em đã tự nguyện bỏ lại sau lưng và chỉ nhắm về phía trước để dâng hiến cho tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu gia đình đẹp lắm, tình bạn bè cũng đẹp, tình thân hữu luôn luôn đẹp. Thế nhưng hôm nay các chị em đã nói lời không với tất cả để đi theo Chúa đến cùng. Hay nói đúng hơn, các chị đã đặt tất cả những tình yêu nhân loại khác vào trong lời cũng như trong đời dâng hiến của mình để sẵn sàng xuất hiện trước mặt mọi người trong giao diện là người tình của thập giá Đức Kitô. Quả là táo bạo, thưa cộng đoàn và cũng thưa tất cả các chị em thân sinh. Táo bạo ở chỗ tất cả mọi người đều được gọi mời yêu mến Chúa, đều được xuất hiện trong mắt nhìn của Chúa là thân hữu của Ngài. Thế nhưng ở đây chúng ta lại đi xa hơn, đi cao hơn nữa, nhất là đến gần với Đức Kitô hơn nữa để trở thành những kẻ cam kết đời mình trong tình yêu với Đức Kitô. Đàn ông, ngay cả các linh mục chúng tôi đây cũng vậy, dẫu có yêu Chúa nồng nàn đến đâu đi nữa cũng chỉ dừng lại ở trong khía cạnh là bạn hữu của Đức Kitô, thế đã đẹp lắm rồi. Còn các chị em chúng ta đây trở thành người yêu của Đức Kitô, quả là một đích điểm đàn ông có mơ cũng không làm gì được. Xin chúc mừng cho các chị em. Chả thế mà năm dành cho các linh mục mới kết thúc ngày hôm qua, chính Đức Giáo Hoàng Benedicto 16, một trong những ý tưởng chủ đạo của Ngài là khuyến khích các linh mục hãy phấn đấu trở nên bạn thân thiết của Đức Kitô mỗi ngày, mỗi rõ nét hơn. Ở đây phải nói các chị em mến thánh giá đến với lời vĩnh khấn hôm nay cũng là bước khẳng định để trở nên người yêu của thập giá Đức Kitô một cách rõ nét hơn. Đó là nét táo bạo trước hết. Nét táo bạo thứ hai, thưa cộng đoàn, là dưới danh xưng mến thánh giá là thể hiện một lựa chọn tình yêu ở đỉnh cao. Mới ngày mùng 3 tháng 6 này, chúng tôi cũng chủ sự một lễ khấn trọn đời của các chị em mến thánh giá. Khi thấy một hai chị em trong khi nói lên lời tuyên hứa công khai trước mặt cộng đoàn đã không kìm nổi những cảm xúc, đã không bình tĩnh được đến nỗi nghẹn lời, không phải một giây hai giây mà thiết nghĩ cũng non một phút, đến nỗi chính chúng tôi phải bảo người giúp lễ vờ vịt ra chỉnh lại cái micro để kịp thời ra hiệu cho chị ấy bình tĩnh lại mà tiếp tục lời cam kết của mình. Chắc là cộng đoàn cũng biết sự ngưng đọng của cảm xúc ấy dừng lại ở chỗ nào. Thưa
ở ngay chính câu đầu, ngay câu John, Chúa Giêsu chịu đóng đinh làm đối tượng duy nhất của lòng trí mình. Rõ ràng đây là một lựa chọn, xin được gọi là lựa chọn tình yêu đỉnh cao. Bởi vì chọn Chúa Giêsu chịu đóng đinh, tức là chọn đấng là tình yêu ở trên đỉnh cao nhất của tình yêu dâng hiến. Bởi lẽ trong bài phương hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã xác định không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình do người mình yêu. Đó là một tình yêu lớn, một tình yêu vĩ đại, lớn bởi vì là thể hiện mầu nhiệm cứu độ đã đành, nhưng lớn bởi vì đây là một tình tự hiến, là một tình tận hiến và cũng là tình thánh hiến tất cả những mối tình, ngưỡng vọng cũng như đặt trong tình yêu của Ngài. Chẳng ai bắt buộc Chúa Giêsu tự nguyện hiến thân. Và một khi đã cho đi thì Ngài cho đi đến cùng, cho đến giọt máu, giọt nước cuối cùng, như chúng ta đã có dịp chiêm ngưỡng trong tháng 6, tháng kính Thánh Tâm Chúa, để rồi trở thành nguồn lực thánh hóa tất cả những ai bước vào đời thánh hiến, cách riêng đời thánh hiến trong hội dòng bên thánh giá. Đó là một tình yêu cao ngất, chất ngất tình yêu và ngất cao cũng trong tình yêu. Các chị em không có chọn như các dòng khác. Những dòng khác tôi thấy họ chọn những hình ảnh hòa bình lắm. Không biết có cha nào ở đây là dòng ngôi lời không? Chọn ngôi lời. Không biết có ai ở đây thuộc dòng hài đồng không? Có dòng hài đồng Chúa Giêsu, dòng linh mục, dòng chọn Chúa Giêsu qua hình ảnh của một vị vua vinh quang. Những hình ảnh hòa bình ấy có thể kết tụ nhưng cũng có thể vượt thoát. Riêng hội dòng Mến Thánh Giá đây, các chị em lại chọn cho mình một hình ảnh rất hiện thực, đó là hình ảnh của đấng chịu đóng đinh. Và như chúng tôi vừa thưa, dựa trên trang Tin Mừng, đấng chịu đóng đinh là trên đỉnh cao của tình yêu. Yêu như thế là hết mức rồi. Các chị em chọn như vậy là chọn khôn quá đi. Đâu có chọn tình yêu nho nhỏ, chọn tình yêu cao nhất, tình yêu lớn nhất. Như vậy thì trong lựa chọn của các chị em dưới danh xưng Mến Thánh Giá là diễn tả một nẻo đường hạnh phúc, hạnh phúc của những người yêu và những kẻ được yêu. Mà yêu và được yêu là những gì hạnh phúc nhất trên trần đời. Các chị hôm nay nói lên lời vĩnh khấn hoặc ôn lại lời khấn của mình đều là những người hạnh phúc. Lại một lần nữa được chúc mừng cho các chị em. Đó là ghi nhận thứ hai. Và nét táo bạo hào hùng khác rất hiện thực, đó là dưới danh xưng Mến Thánh Giá còn là trải ra một đời sống công đoàn nhiều thương mến, là những người yêu gắn bó với tình yêu lớn nhất, nên dây liên kết của tất cả các chị em với nhau không phải là một điều gì khác ngoài là mối dây của tình yêu. Mến Thánh Giá gọi gọn đó chính là tên của các chị em, các chị em Mến Thánh Giá. Nhưng đúng ra phải gọi một cách đầy đủ hơn là hội dòng các chị em yêu Mến Thánh Giá. Vì vậy ở đây yêu Mến Thánh Giá không phải là cá nhân, mà trước hết phải mang tính cộng đoàn. Và các chị em cam kết vĩnh khấn hôm nay trong nghi thức của mình cũng được đón nhận sáp nhập vào một cộng đoàn cụ thể. Ở đây chính là hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp. Để rồi đời sống của các chị em, những người yêu thập giá Đức Kitô sẽ được trải ra trong một tình yêu liên kết. Người này liên đới với người kia, người này thương người khác, người này mến người khác.
trong đó trở thành một cộng đoàn của các chị em, chị nương vào em và em tựa vào chị, và cứ như thế diễn tả tình yêu của mình với thập giá Đức Kitô mỗi ngày mới được trọn hảo hơn. Lý tưởng của các chị em ở đây là xây dựng một cộng đoàn thấm đẫm yêu thương, và điều phấn đấu ở đây chính là diễn tả tình yêu đối với đấng chịu nóng đinh trên thập giá qua việc các chị em hy sinh, qua việc các chị em quên mình, qua việc các chị em thắp dậy tình thân hữu với nhau trong một cộng đoàn lớn cũng như trong những cộng đoàn nhỏ. Lý tưởng là như thế, và mối dây liên kết cũng như tình cảm duy nhất còn lại ở đây chính là tình cảm ganh đua ở trong yêu thương. Người này ganh đua với người kia làm sao cho tình yêu của mình mỗi ngày mỗi sáng rõ hơn, mỗi ngày mỗi được thánh hóa hơn. Có lẽ ở đây cũng nên mượn hình ảnh của Thánh nữ Teresa đã đưa ra để nói với các chị. Ngài bảo tất cả mọi người trong cộng đoàn như những chiếc ly, có những chiếc ly lớn, ly cối, có những chiếc ly nhỏ, có những chiếc nhỏ hơn nữa. Nhưng điều quan trọng không phải là ly lớn, ly nhỏ, mà ở chỗ ly nào cũng phải phấn đấu để tràn đầy tình thương của Thiên Chúa. Chị được trao nhiệm vụ nặng nề, chị là ly lớn, chị cũng đầy tràn tình yêu đối với thập giá. Em là những ly nhỏ còn đang được thanh luyện đời sống, mong tình yêu sẽ sáng rõ hơn. Em cũng phấn đấu trở thành những ly đầy tình yêu. Và như thế thì ganh đua ở đây chính là ganh đua trong cùng một tình yêu được thanh hóa. Đó là lý tưởng. Còn trên thực tế, thưa các chị em, nhiều khi đó đây người ta thấy sự ganh đua đã biến tướng trở thành những tình cảm của ganh tị. Chính ở đây trong Tin Mừng cho thấy lời khuyên hãy yêu thương nhau, giới luật yêu thương của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ cũng như dành cho tất cả các chị em phải trở thành một giới răn cũng như là lời kêu gọi rất hiện thực. Mong rằng lời kêu gọi hãy yêu thương nhau sẽ trở thành một lời mỗi người chọn lựa cho chính mình và cũng trở thành châm ngôn cho chính mỗi cộng đoàn. Không phải chỉ chia động từ ở ngôi thứ hai số nhiều mệnh lệnh cách, mà hãy chia động từ ở ngôi thứ nhất số nhiều dành cho mọi người trong cùng một cộng đoàn là chúng ta hãy yêu thương nhau. Vâng, thưa cộng đoàn, cách riêng với các chị em đến với lời vĩnh khấn hoặc là các khánh sinh hôm nay chia sẻ như thế để rồi gom lại cho thấy ba điểm táo bạo hào hùng kia rốt cuộc cũng đọng lại trong ba lời khấn mà các chị em chính thức tuyên đọc trong thánh lễ hôm nay. Khi xuất hiện trong giao diện của một tình yêu, các chị em muốn nói lên đức khiết tình của mình kể từ nay cũng sẽ trở thành vĩnh viễn. Khi các chị em chọn lựa tình yêu cao nhất qua khuôn nhan Đức Giêsu chịu đóng đinh, ở đây các chị em cố quyết tâm thể hiện đời sống khó nghèo, xin đóng đinh xác thịt mình, xin đóng đinh ý riêng của mình, xin đóng đinh tất cả mọi tiện nghi trong đời sống của mình cùng với thập giá, để rồi dưới tấm áo đen các chị cũng sẽ thể hiện đời sống của mình một cách khiêm tốn nghèo khó giữa mọi người, nhất là trong công tác tông đồ. Và rồi khi trong một cộng đoàn các chị nối lại với nhau bằng mối dây thương mến, thì chính ở đây là lúc lời khấn vâng phục được thực hiện một cách rõ nét. Kẻ trên người dưới lắng nghe nhau cũng chính là lắng nghe trong một tình yêu dành cho đấng đã đóng đinh vì mình.
Và để rồi thưa với cộng đoàn, nhắc nhở các chị em như vậy hôm nay, một mặt không phải để tô hồng đời sống thánh khiết, cũng không phải để tân bốc các chị em nhân dịp vĩnh khấn, mà là để củng cố những ý nghĩa trong đời sống hiến dâng mà hôm nay các chị em đã chính thức và táo bạo cũng như hào hùng dấn bước vào. Đời thánh hiến của các chị em là đời của một dấu chỉ về cuộc sống mai hậu, là đời báo trước về nước Thiên Chúa. Vì vậy, lời vĩnh khấn hôm nay cũng chính là lời các chị em nói lên dáng đứng và tình yêu của mình. Xin được chung vui với tất cả các khấn sinh và các khánh sinh trong ngày hồng phúc này. Xin cảm ơn tất cả quý phụ huynh cũng như quý gia đình đã quảng đại đóng góp cho hội dòng này, cũng như cho giáo hội địa phương đây, những thành viên ưu tú thương mến của gia đình mình, để trở thành những cánh tay nối dài của Chúa Giêsu phục vụ tin mừng cứu rỗi tại địa phương này. Và cũng chúc mừng với chị Tổng và toàn thể hội dòng khi có thêm những thành viên mới, những người mới tiếp nối người cũ để có thể nương tựa vào nhau cho đời sống thánh hiến trong hội dòng này mãi được phát triển. Và cuối cùng xin được cùng với quý gia đồng tế và toàn thể quý khách xin được chung vui lúc nãy đã đầy giờ phút này, chung lời cầu nguyện và chung lời cầu chúc, chúc cho các khấn sinh hôm nay đã hạnh phúc trong lời khấn của mình sẽ mãi mãi thành công qua hạnh phúc khi ôm lấy thập giá Đức Kitô. Và cũng xin cầu chúc cho toàn thể cộng đoàn chúng ta, tất cả mọi người, nhất là trong tháng thính tâm này, cũng luôn luôn cảm thấy tình yêu Đức Kitô dành cho mình, để cũng thông chia niềm hạnh phúc ấy lại cho tất cả những người sống đời dân hiến. Vâng, đó là tất cả ý nghĩ chúng tôi mong muốn chia sẻ trong thánh lễ hôm nay. Xin Chúa chúc lành. Và giống như hình ảnh của thánh tâm hôm nay mở ra là ôm lấy tất cả trong cùng một tình yêu tự hiến, tận hiến và thánh hiến. Xin thánh tâm Ngài cùng thánh hiến tất cả các chị em vĩnh khấn và tất cả cộng đoàn. Đức giám mục cử hành nghi thức khấn dòng gồm 3 phần. Nghi thức tuyển chọn gồm giới thiệu ứng viên, lời cam kết công khai và kinh cầu các thánh. Nghi thức chính yếu là lời tuyên khấn của các ứng sinh và lời nguyện chúc long trọng của chủ tế. Nghi thức diễn nghĩa là trao thánh giá và nhẫn giao ước. Sau đây là nghi thức tuyển chọn. Nghi thức này nói lên việc Chúa gọi đích tên mỗi người với một tình thương nhưng không vô điều kiện. Chị giám sư học viện giới thiệu các ứng sinh. Kính trình Đức Cha, kính thưa chị Tổng phụ trách, con xin giới thiệu các ứng sinh sẽ tuyên khấn trọn đời hôm nay. Chị Maria Đỗ Thị Thanh. Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Chị Maria Vũ Thị Thu Thủy. Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Chị Anna Phạm Thị Ánh Tuyết. Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Chị Teresa Trần Thị Kim Oanh. Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Chị Cecilia Trần Thị Điều. Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Chị Anna Vũ Thị Thùy Hương. Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Chị Maria Moretti Tạ Thị Thùy Trang. Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Chị Maria Trần Thị Mỹ Hằng. Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Chị Maria Nguyễn Thị Thanh Nga. Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con.
Chị Anna Lê Thị Thỏ. Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Chị Cecilia Vũ Thị Phương Dung. Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Chị Maria Mai Thị Vui. Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Chị Katharina Nguyễn Kim Phong. Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Chị Marta Huỳnh Thị Hà. Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Chị Maria Phung Thị Bích Huyền. Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Chị Maria Trần Thị Thắm. Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây. Trước sự chứng kiến của Đức Giám Mục Chủ Sự và Cộng đoàn Dân Chúa, các ứng sinh công khai bày tỏ quyết định sống đời tu dòng trong ơn gọi mến thánh giá. Các chị em thân mến, các chị em xin Thiên Chúa và Hội Thánh điều gì? Chị em thân mến, nhờ phép rửa tội, các chị em đã chết đi đối với tội lỗi và được thánh hiến cho Thiên Chúa. Các chị em có muốn tự hiến cho Thiên Chúa cách mật thiết hơn nữa bằng lời khấn trọn đời không? Nhờ ơn Chúa Giúp, các chị em có muốn đón nhận và tuân giữ trọn đời nếp sống khiết tịnh hoàn hảo, nghèo khó, vâng phục mà Chúa Kitô và Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Người đã chọn không? Các chị em có tha thiết sống theo phúc âm, tuân giữ hiến chương và nội quy của hội dòng để cố gắng kiên trì và vững vàng đạt tới đức thái hoàn hảo đối với Thiên Chúa và tha nhân không? Nhờ ơn Chúa Thánh Linh phù giúp, các chị em có muốn quảng đại dân hiến trọn đời phục vụ dân Thiên Chúa không? Nguyện xin Thiên Chúa là đấng đã gây dậy ý muốn tốt lành nơi các chị em, thì chính Người cũng hoàn thành ý nguyện đó cho tới ngày Chúa Kitô ngự trên. Trước quyết định quan trọng của các ứng sinh, xin cộng đoàn cùng hiệp ý khẩn cầu Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria và toàn thể thần thánh trên trời. Kính mời cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa Cha, đấng ban phát mọi ân lành, lời cầu nguyện thiết tha. Xin Người thương xót và củng cố quyết định mà Người đã đói thương gợi lên trong các nữ tỳ Người đây. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa
nhận lời dân Chúa khấn cầu và ban ơn bởi trời xuống giọt lòng các nữ tỳ Chúa, để lửa Chúa Thánh Thần tinh luyện các tâm hồn đã hiến dâng cho Chúa khỏi mọi vết nhơ tội lỗi và làm bừng cháy lên ngọn lửa mến yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Phần nghi thức chính yếu gồm lời tuyên khấn và lời nguyện chúc long trọng của chủ tế. Giờ đây các ứng sinh sẽ đọc lên lời giao ước thánh, để từ đây chị hoàn toàn thuộc về Đức Kitô và cùng với Đức Kitô thuộc trọn về Thiên Chúa bây giờ và mãi mãi. Kính mời cộng đoàn ngồi. Con tin khấn
sống thiết tình, nghèo khó, khâm phục, trọn đời. Theo lý chương và nội quy hội đồng đến thánh giá Gò Vấp, con tận tình phó thác đời sống con cho hội đồng này, để cùng với chị em bước đi trong linh đạo đến thánh giá. Con là Teresa Nguyễn Thị Kim, con là Maria Nguyễn Thị Kim. Trước mặt Đức Giám Mục, đại diện đấng lãnh quyền giáo phận và trong tay chị tổng phụ trách Anna Nguyễn Thị Kim, con tuyên khấn với Thiên Chúa Toàn Năng, sống thiết tình, nghèo khó, vâng phục, trọn đời theo hiến dương và nội quy hội đồng đến thánh giá Gò Vấp. Con tận tình phó thác đời sống con cho hội đồng này, để cùng với chị em bước đi trong linh đạo đến thánh giá. Con là Cecilia Vũ Thị Phương Dung, con là Anna Lê Thị. Trước mặt các giám mục, đại diện đấng bản quyền giáo phận và trong tay chị tổng phụ trách Anna Nguyễn Thị Thanh, con tuyên khấn với Thiên Chúa Toàn Năng, sống thiết tình, nghèo khó, vâng phục, trọn đời theo hiến chương và nội quy hồi dòng đến thánh giá Gò Vấp. Con tận tình phó thác đời sống con cho hồi dòng này, để cùng với chị em bước đi trong linh đạo đến thánh giá. Con tuyên khấn với Thiên Chúa Toàn Năng,
lời nguyện chúc long trọng thánh hiến các khấn sinh. Kính mời cộng đoàn đứng. Lạy Chúa là đấng sáng tạo và bảo vệ quyết định thánh hiến, chúng con phải ngợi khen Chúa cho xứng đáng, vì nhờ ngôi lời Chúa đã hết tình âu yếm và tạo dựng nên gia đình nhân loại trong Chúa Thánh Thần. Chúa đã yêu thương loài người, cho loài người được liên kết với Chúa, đến nỗi Chúa đã lấy hình ảnh Chúa và sự sống vĩnh cửu mà trang điểm gia đình nhân loại lộng lẫy như tân nương. Nhưng khi loài người bị ma quỷ mưu mô lừa dối mà dứt bỏ tình nghĩa với Chúa, Chúa cũng không nỡ loại trừ khỏi thế khế ước hôn nhân, lại còn tỏ lòng thương yêu muôn thuở đối với Noe tôi tớ Chúa và đã tay lập giao ước ban đầu. Sau hên tới thời viên mãn từ gông Giê-xê, Chúa đã cho đương trinh nữ xuân hiện để bởi phép Chúa Thánh Thần và quyền năng Chúa, đương trinh nữ Maria đã sinh hạ đấng cứu thế mà vẫn còn tinh tuyền. Đấng cứu thế đã sống nghèo khó, khiêm tôn và vâng phục, trở nên nguyên nhân và gương mẫu mọi đời sống thánh hiền. Người đã thiết lập hội thánh như bạc trăm năm và thương yêu đến nơi thi mặt sông và thanh hoa hội thánh bằng chính mình mong người. Vì thế lạy Chúa, Chúa đã khôn ngoan an bài cho có muôn vàn thiếu nữ theo chân người, để khi đã trở nên môn đệ Chúa Kitô, căn trinh nữ ấy đang được nâng lên địa vị người bạn trăm năm. Vậy lạy Chúa là Cha, chúng con khẩn khoản nài xin Chúa ban lửa Chúa Thánh Thần xuống trên những con cái Chúa đây, để nuôi dưỡng quyết định hiền thành mà Chúa đã khơi lên trong lòng họ. Lạy Chúa, xin làm tỏa rạng trong các nữ tỷ Chúa ánh sáng tinh tuyệt của phép rửa tội và đời sống trong sạch. Xin cho các nữ tỷ Chúa được nhiệt thành yêu mến gắn bó với Chúa, vì đã liên kết với Chúa bằng những lời khấn dòng. Xin cho họ được trung tín sống với bạn trong năm duy nhất là Chúa Kitô, được yêu mến hội thánh là hiền mẫu và lấy tình thương yêu mọi người để nhắc nhở họ về niềm hy vọng hạnh phúc trên trời. Lạy Chúa là Cha chi thánh, xin thương hướng dẫn và bênh đỡ các nữ tỷ Chúa trên đường đời, để sau cùng khi tới trước tòa vua tối cao, các nữ tỷ Chúa không phải kinh hãi nghe lời nghiêm thánh của vị thẩm phán, nhưng nghe tiếng bạch trăm năm dịu dàng mời gọi vào dự tiệc cưới trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Phần nghi thức diễn nghĩa, Đức Giám Mục làm phép thánh giá và nhấn giao ước. Lạy Chúa, xin đoái hương dẫn phúc trên những thánh giá và những chiếc nhẫn này, để trở nên dấu chỉ ân cứu độ và giao ước tình yêu Chúa đã cấn ban cho loài người. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đức Giám Mục trao nhẫn giao ước. Kính mời cộng đoàn ngồi. Các chị em hãy lấy nhìn những chiếc nhẫn này là dấu chỉ giao ước tình yêu các chị em đã ký kết với Chúa Kitô bằng lời thánh cho đời. Các chị em hãy giữ tròn lòng trung tín với người để đã được nhận vào sự tiệc cưới hân hoan muôn đời.
giao ước, dấu ấn tình chung thủy. Nhấn giao ước, dấu chỉ lòng kính chung. Lời thề hứa, trọn đời đi đến cùng. Đường thánh giá, theo ngài con vui bước. Để từ đây, say men lời giao ước, trọn đời con thuộc về Chúa mà thôi. Xa biệt con, bảo chứng đến muôn đời là chính Chúa, ôi kho tàng vô giá. Này con đây, xin một đời đáp trả, đường tình yêu, thiên thang bước tình yêu. Dù đắng cay, dù báo tố sớm chiều, ngài ở bên cùng ngài con chung bước. Đức giám mục trao thánh giá. Các chị em hãy đến nhận thánh giá này là dấu chỉ nhắc các chị em hăng say suy niệm về Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí các chị em để các chị em hiểu biết và yêu mến người trọn đời. Thank you.
diện, chị tổng phụ trách đại diện hội dòng chính thức đón nhận các chị vào gia đình hội dòng thân yêu, để từ đây chị em cùng sát cánh bên nhau, cùng nhau chu toàn sứ mạng chung của hội dòng. Xin mời cộng đoàn ngồi. Các chị em thân mến, hôm nay hội dòng đến đánh giá Gò Vấp rất hân hoan đón nhận các chị em là những thành viên chính thức với tất cả nghĩa vụ và quyền lợi. Xin các chị em hãy tích cực xây dựng để giúp cho hội dòng chu toàn trách nhiệm đối với giáo hội và xã hội. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phần nghi thức khấn dòng, thánh lễ tạ ơn được tiếp tục trong phần phục vụ thánh thể. Xin dâng lên Cha tế lễ đời con, là trái tim hồng nồng nàn tình yêu mến. Nguyện cho đời con mãi mãi là hy lễ của tình yêu. Yêu Đức Giêsu Kitô trên thập giá, Đấng đã đóng ấn trên cuộc đời con và sai con ra đi tung gieo những hạt niềm vui, hạt hy vọng. Vâng, tình yêu Thiên Chúa vẫn yêu con, vẫn bên con trên vạn nẻo đường. Thank you.
thật và ý nguyện của các con cái Chúa đây. Họ đã tuyên thân sống theo những lời phúc âm khuyên dạy. Xin Chúa rủ lòng thương nâng đỡ họ suốt đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Chúa đã gọi con, Người con.
đời con tin yêu say mê thần giáo siêu vời, nguyện theo Giêsu vâng phụng trong bên yêu muôn đời. Chúa lại phúc đời con mong trời, Chúa là tình yêu và đạo thương hằng con, Chúa là gia nghiệp lòng con bao la, Chúa là hy vọng con thiết tha đời Chúa. Vì nhiên đời sau ngày đó Chúa đã kính thưa quý vị tri, quý tu sĩ nam nữ,
quý thân bằng quyến thuộc, đặc biệt ông bà cố và quý thân nhân của các chị em cấn trọn đời. Các chị em mừng Ngân Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh, quý khách của hội dòng và chị em rất thân yêu đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay. Trọng kính Đức Cha Giuse. Đức Cha biết rằng niềm vui của chúng con thật là tràn trào, bởi vì giờ đây chúng con đã được Đức Cha thương nhận lời mời của chúng con để đến chủ tế thánh lễ khấn trọn đời và cho các lớp mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh của chúng con hôm nay. Bởi vì chúng con biết Đức Cha rất bề bộn với biết bao nhiêu là công việc của giáo phận Phan Thiết, Đức Cha cũng vẫn yêu thương sắp xếp dành thời giờ quý báu đến với chúng con để chúc lành cho hai chị mừng Ngọc Khánh, hai chị mừng Kim Khánh, năm chị mừng Ngân Khánh khấn dòng hôm nay, và đặc biệt là đã chủ sự nghi thức trọng thể khấn trọn đời cho 17 chị em chúng con khấn trọn đời tại quê nhà và hai chị em sắp khấn ở hải ngoại. Quả thật, chính tình yêu Đức Kitô đã thúc bách Đức Cha hy sinh chính mình để đem niềm vui đến cho tha nhân, đặc biệt cho hội dòng chúng con. Với tâm tình chiên và thảo hiếu, chúng con xin kính dâng lên Đức Cha lắng hoa tri ân và món quà do chính các chị em khấn trọn đời và viên ngọc quý của chúng con dâng về Đức Cha. Con xin cảm tạ Đức Cha, kính trình quý cha, quản hạt quý cha bề trên, quý cha đồng tế đã vì yêu thương giáo hội cũng như tình thương dành cho hội đồng chúng con và các chị em chúng con trong tình thân ái huyết tộc linh tông, cũng như tất cả những mối liên hệ khác đã không ngại quãng đường xa thời giờ quý báu, có những vị đến mãi đường ngoài bắc để đến với chúng con nhập dân thánh lễ hôm nay. Các cha đã hiệp dân đợt thánh lễ đồng tế tạ ơn và cầu nguyện cho chị em của chúng con được trung thành với Chúa, được bền đỗ trong hành trình đời tu và nhận ra Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là nguồn vui, là gia nghiệp và là đối tượng duy nhất của chúng con. Nguyện xin Chúa tràn đổ phúc lành và trả ơn bội hậu nơi quý cha. Chúng con xin vô vàn cảm. Kính thưa quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, trong tình thân ái, quý bề trên cũng như quý tu sĩ nam nữ đã luôn hiệp thông, chia sẻ niềm vui, dâng hiến với hội dòng chúng con để tạ ơn và để cùng chúng con chúc tụng tình yêu bao la, vô bờ của Thiên Chúa đã tràn ban cho chúng con qua những người chị em quảng đại và kiên vững bước theo Chúa Kitô trên đường thánh giá, qua lời khấn trọn đời. Xin cảm ơn quý vị trên và quý tu sĩ nam nữ cùng thân bằng quyến thuộc của các chị khấn mừng Ngọc Khánh hôm nay, mừng Kim Khánh cũng như Lân Khánh mà Đức Cha đã gọi là các chị khánh sinh. Bên kỷ niệm khấn rằm của chúng con xin cảm tạ quý vị trên và quý tu sĩ nam nữ. Xin cảm ơn quý thân nhân, gia đình và các chị em khấn trọn đời cũng như của các lớp mừng 60 năm, 50 năm và 25 năm đã vì tình vì nghĩa đến chung vui với hội dòng, đã góp vào vườn hoa giáo hội cũng như hội dòng mến giá Gò Vấp của chúng con được có thêm những bông hoa quý, đặc biệt là quý ông bà cố của các chị em, quý vị đã dâng hiến cho Chúa những người con thân yêu mà Đức Cha đã đạt lời cảm ơn trong lời huấn từ của Ngài, cũng như các chị em khấn trọn đời đặc biệt hôm nay để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Nguyện xin Chúa tràn ban những phúc lộc cũng như luôn cần thiết qua sự quảng đại những dân của quý ông bà cố cũng như quý đại gia đình của các chị em. Kính thưa quý khách, là ân nhân của hội dòng cách này cách khác đã tận tình tận nghĩa chia sẻ với hội dòng trong mọi dịp, cũng như quý vị trong gia đình hiệp hội mến đánh giá tài thế hôm nay đã dành những thời giờ quý báu để hiệp hoan và giúp đỡ cho mọi công việc được xuôi thuận tốt đẹp.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho từng người và từng gia đình. Đặc biệt, xin Chúa tràn đổ những ơn cần thiết, niềm vui và hạnh phúc của Chúa Giêsu Kitô. Một lần nữa, chúng con xin cúi đầu cảm tạ Đức Cha Vua Xe tất cả ấy. Quý Cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý vị đã đến với hội đồng chúng con hôm nay để cùng chúng con tôn vinh, ca khen tình thương yêu vô bờ của Thiên Chúa. Vì hồng ân này quá bao la và ân sủng của Ngài thì thật hài hà, chúng con không thể nào đáp trả được hết. Chúng con xin mượn tâm tình chia cảm tạ và xin tất cả tiếp tục ba lời cầu nguyện của chúng con. Với tâm tình cảm ơn tri ân này, toàn thể hội đồng những giáo hòa bất chúng con xin đồng lòng. Tiếp theo, một vị đại diện gia đình khác, chị em rất mừng xin nói lời cảm tạ. Trọng kính Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, kính thưa quý cha quản hạt, quý cha bề trên, quý cha đồng thế, kính thưa bà tổng phụ trách, quý bà tổng cố vấn, quý bà phụ trách hội dòng Nguyễn Tính Giá Gò Vấp, kính thưa quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý khách, trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa, chúng con hân hoan đón nhận hồng ân cao quý mà Chúa đã ban cho các gia đình chúng con. Có các bà mừng kim cương, ngọc khánh, ngân khánh tấm dòng, nhất là có các con em tiên tấn trọn đời hôm nay. Chúng con xin phép được đại diện cho các gia đình kính dâng lên Đức Cha, quý Đức Cha, quý cha, bà tổng phụ trách và toàn thể hội dòng tấm lòng biết ơn chân thành và sâu xa nhất của chúng con. Trước hết, chúng con xin tri ân Đức Cha chủ tế và quý cha đã thương ban thánh lễ đồng tế tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho các bà, các lớp mừng và cho con em của chúng con vừa mới được hồng ân tuyên thánh trọn đời. Đặc biệt, chúng con xin tri ân bà tổng phụ trách và hội dòng Nguyễn Thánh Giá Gò Vấp vì biết bao ân phúc mà các bà trong các lớp mừng đã đón nhận trong suốt những năm qua đều là những món quà quý giá được Chúa ban qua sự thương yêu và hy sinh của hội dòng, đặc biệt đối với con em của chúng con. Hôm nay được diễn phúc tiến lên tuyên khấn trọn đời, chúng con thật xúc động vì thấy rằng gia đình chúng con bất xứng, con em chúng con là những của lễ mong hèn. Thế mà hôm nay chính Vua Trời Đất lại kết ước với tạo vật hoàn toàn bất xứng ấy, để từ nay Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, trở nên gia đình duy nhất và vĩnh viễn cuộc đời của con em chúng con. Đứng trước ân ban cao cả này, chúng con chỉ biết hết lòng cảm tạ, cảm thương tình vô hạn của Chúa. Tri ân bà tổng phụ trách và hội dòng đã thương yêu đón nhận và biết bao năm tháng đã âm thầm cầu nguyện, tận tụy hy sinh, kiên trì hướng dẫn để con em chúng con có được ngày hồng phúc này. Chúng con hiểu rằng bước tiến hôm nay của con em chúng con không phải là điểm chấm kết của thành quả đạt được, nhưng là để đón nhận lời mời gọi dấn thân, hiến thân một cách dứt khoát và quảng đại ơn trong bước ngoặt mới này. Như thế, để con em chúng con có thể trung tín với lời thề hứa chọn đời, chắc chắn các em còn cần rất nhiều ơn Chúa. Kính xin bà tổng phụ trách cũng như toàn thể hội dòng thương tiếp tục ban lời cầu nguyện và hướng dẫn các em. Cũng xin cầu cho chúng con là những bậc phụ huynh cũng biết trở nên những gương sáng trong đời sống đức tin, ích lệ con em chúng con vững vàng tiến bước trong đời dạy hiến và nhiệt tâm trong cánh đồng truyền giáo, cho chúng con có tấm lòng quảng đại để tiếp tục hiến dâng một cách trọn vẹn những người con này cho Chúa, cũng như những người con, người cháu khác nếu được Chúa mời gọi sống cho Ngài. Một lần nữa, chúng con xin hết lòng tri ân Đức Cha Giuse, quý cha, bà tổng phụ trách và hội dòng Nguyễn Thánh Giá Gò Vấp cùng toàn thể quý vị.
xin lòng thương xót Chúa thương tiếp tục tràn ban nhiều phước lành của Chúa trên Đức Cha, Quý Cha, bà Tổng phụ trách và ông Tổng, cũng như trên quý vị. Chúng con cũng xin tha thiết xin Chúa chúc lành cho tất cả công việc phục vụ của ông Tổng ở khắp nơi. Chúng con xin được gói trọn tâm tình cảm mến trong lãng hoa tri ân. Đại gia đình các đất mừng chúng con xin đồng cảm tạ. Kính mời cộng đoàn đứng lên lãnh nhận phép lành của Thiên Chúa qua Đức Cha chủ tế. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chung tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Chúng con kính mời Đức Cha, Quý Cha và cộng đoàn cùng dâng về Mẹ Maria bài ca cảm tạ. Và sau bài dâng Mẹ, kính xin Đức Cha và Quý Cha ban cho chị em chúng con tấm hình kỷ niệm.
từng bước con theo Chúa miệt mài, vượt qua con đường bao chông gai, thập giá vẫn chờ con Chúa ơi, thập giá vẫn chờ con Chúa ơi. Từng bước theo Ngài dẫu mệt nhoài, con vẫn mong đợi một tương lai như Chúa đã dạy con hôm nay, Thầy vẫn yêu con chẳng khi ngơi. Đường tới can về dẫu gồ ghề, lòng con đầy đầy nỗi đam mê, theo Chúa lẽ nào đời vẫn thế, theo Chúa lẽ nào đời vẫn thế. Nay tấm thân con rất nặng nề, xin phiến dâng Ngài như hiến lễ, cùng Chúa dâng trọn trên cán về, để cứu nhân gian khỏi ô về dẫu gồ ghề, lòng con đầy đầy nỗi đam mê, theo Chúa lẽ nào đời vẫn thế, theo Chúa lẽ nào đời vẫn thế. Nay tấm thân con rất nặng nề, xin tiến dâng Ngài như hiến lễ, cùng Chúa dâng trọn trên cán về, để cứu nhân gian khỏi ô nhơ. Chúa vẫn biết đời con đây là những ngày dài, ngại gian nan trần gian đọa đầy. Này đôi tay con dâng Chúa đây, nguyện trung kiên từng mỗi phút giây. Chúa vẫn biết nhịp tim con ngày đêm mỏi mòn, chờ rung lên tình yêu đầy tròn, là tình yêu thủy chung sát son trọn đời.